Lọ nghiện con nít của Ngọc Trinh, chưa có em bé vẫn xây phòng trong biệt thự 50 tỷ, siêu cưng chiều hai con nuôi. Dễ thương không? Đúng không? Các em ngồi này đi chị Ngọc này. Chị làm kỹ ghê luôn, cho nên nó có nệm để nhảy lên nhảy xuống không bị u đầu hả? Đúng rồi, chính xác. Trời đất ơi. Ở tuổi 30, Ngọc Trinh khiến nhiều cô gái ao ước khi sở hữu tất cả từ nhan sắc đến tiền bạc, sống trong lâu đài xa hoa, đi xế xịn chục tỷ. Thế nhưng Ngọc Trinh vẫn khiến nhiều người thắc mắc khi mãi không chịu lấy chồng. Người đẹp Trà Vinh từng tâm sự, cô rất muốn có con, nhưng do ý trời chưa thuận nên ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Hiện Trinh có 11 đứa cháu, nhìn tụi nhỏ Trinh càng muốn có thêm cho mình một bé trai và một bé gái, nhất là sinh đôi. Trinh rất muốn điều đó, nhưng mà phải tìm một anh nào hợp phong thủy thì mới ra được một cặp như thế, càng sớm càng tốt. Chứ Trinh đẹp như vậy mà không sinh ra một bé gái để lại giống thì cũng hơi uổng, Ngọc Trinh tâm sự. Cũng vì yêu thương trẻ con, nên bao nhiêu tình yêu thương của Ngọc Trinh đều dành cho các cháu trong nhà. Đặc biệt, cô nàng còn nhận Sarah, cháu gái Ngọc Trinh là con nuôi ngay từ khi cô bé chào đời. Sarah là con gái của chị gái Ngọc Trinh, cô bé gọi nữ hoàng nội y là mẹ út. Ngay từ khi Sarah chào đời, Ngọc Trinh đã giới thiệu con gái cưng trên trang cá nhân. Cô bé nhận được sự yêu thương của khán giả bởi sở hữu gương mặt tròn, bụ bẫm, đôi mắt to lấp lánh giống hệt như Ngọc Trinh. Càng lớn, Sarah càng kháu khỉnh đáng yêu. Cô bé còn thừa hưởng đôi chân dài miên man từ mẹ nuôi khiến nhiều người kinh ngạc. Netizen kỳ vọng Sarah sẽ là người kế nghiệp nghề người mẫu của Ngọc Trinh. Trong tương lai, cô bé sẽ nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ mẹ nuôi nổi tiếng. Có thể thấy, Ngọc Trinh rất cưng chiều bản sao nhí của chính mình. Trong dịp sinh nhật cháu gái, Ngọc Trinh tặng ngay cô bé chiếc túi Chanel trị giá 1.000 đô. Mỗi lần đi công tác, người đẹp cũng luôn nhớ mua đồ cho con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc cưng nựng đầy đáng yêu của cháu gái mình. Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng có một con trai nuôi khác là Nhật Huy, đóng cùng cô trong dự án phim Chị Mẹ Học Yêu. Người đẹp gốc Trà Vinh và diễn viên nhí rất thân thiết và hợp ý ngay từ những ngày đầu bấm máy. Trong phim, hai người đảm nhận vai mẹ con. Từ đó, Ngọc Trinh luôn gọi Nhật Huy một cách thân mật là con trai, Cubin. Ngược lại, cậu nhóc cũng rất quấn quýt nữ hoàng giải trí. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng nhiều lần đăng tải hình ảnh thân thiết của hai mẹ con nuôi. Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai người cũng gặp không ít thị phi khi nữ hoàng nội y thể hiện tình cảm quá mức, khi thoải mái hôn môi con nuôi nồng nhiệt giữa nơi đông người. Nhật Huy lúc đó đã 8 tuổi, hành vi của Ngọc Trinh gặp nhiều tranh cãi về sự phản cảm. Về phía gia đình Ken, mẹ ruột của bé chia sẻ, chỉ mong con trai được phát triển một cách tự nhiên, không đặt nặng vấn đề có theo nghiệp diễn hay hoạt động trong giới giải trí. Hiện tại, cậu bé vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu. Một trong những chi tiết khiến người xem bất ngờ nhất chính là căn phòng ngủ của hai nhóc tí trong tương lai trong căn biệt thự 50 tỷ. Dù chưa kết hôn, nhưng Ngọc Trinh đã nghĩ đến chuyện con cái. Cô mong muốn có một bé trai, một bé gái, nên đã xây dựng không gian riêng cho các thiên thần. Tất cả các nội thất bên trong biệt thự đều do chính tay Ngọc Trinh lựa chọn lắp đặt. Mọi thứ đều đắt tiền và cực xịn. Cô còn làm cả phòng chứa quần áo, nhưng vì em bé chưa xuất hiện nên vẫn để trống. Ngọc Trinh xây cả bồn tắm để sau này chơi với các con. Nhiều đó thôi cũng đủ thấy Ngọc Trinh thích con nít đến độ nào. Mong rằng cô nàng sớm tìm được người bên nhau trọn đời để có thể sinh được những thiên thần nhí đáng yêu. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!